rằng sáng nay lúc 3 giờ 52 phút ngày 4 tháng 10, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố nhận tin báo có vụ tai nạn giao thông xe tải bị lật tại nút đường Bạch Đằng lên cầu Rồng. Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phát hiện tài xế bị mắc kẹt trong cabin của xe tải bị lật, nhiên liệu trên xe bị rò rỉ ra ngoài. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tổ chức khoanh vùng cứu hộ thành công, người bị nạn ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế 115. Một một Các chiến sĩ tham gia cứu nạn tiếp tục sử dụng phương tiện cứu hộ để tiến hành lật xe tải lại và bàn giao cho lực lượng chức năng. Được biết nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Hát, sinh năm 1980, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.